Chào các bạn, hôm nay Phong Thủy May Mắn sẽ luận giải về tử vi tuổi Nhâm Thân trong năm 2020. Trong năm Canh Tý, bản mệnh nạp âm là Bích Thượng Thổ, Phong Thủy May Mắn xin tiết lộ đôi điều về vận trình tử vi tuổi Nhâm Thân trong năm 2020 không được tốt cho lắm. Con đường sự nghiệp nhiều chông gai, thị phi bủa vây. Dù cố gắng có thể đạt được thành công nhưng cơ hội để thăng tiến chẳng được là bao. Phong Thủy May Mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế Phù là bùa may mắn trong năm 2020. Các bạn hãy liên hệ với Phong Thủy May Mắn để nhận được phần quà này nhé. Đầu tiên thì hãy cùng Phong Thủy May Mắn khái quát chung về tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Con giáp thuộc niên mệnh này, bản mệnh nạp âm là Kiếm Phong Kim, có ngày sinh từ mùng 4 tháng 2 năm 1992 đến ngày 22 tháng 1 năm 1993. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng xét về nam mệnh. Về sự nghiệp, năm Canh Tý, người tuổi Nhâm Thân có bước tiến trong sự nghiệp nhưng không quá rực rỡ. Bạn tìm được những cơ hội để rèn luyện và phát huy điểm mạnh của bản thân, nhờ thế mà công việc có những dấu hiệu tích cực. Đặc biệt, nếu bạn làm trong những dự án hợp tác kỹ thuật, kinh tế, nhưng vì Thái Tuế lộ xuất thương quan nên bản mệnh thường rơi vào trạng thái nóng nảy, bất đồng. Đây là khắc tinh trên con đường thăng quan tiến chức khiến cho bạn thường nảy sinh xung đột, mâu thuẫn với cấp trên. Bạn có lòng tự trọng cao nên thường không chịu thỏa hiệp với đồng nghiệp mà luôn khăng khăng theo ý mình. Việc hợp tác không suôn sẻ như trong tưởng tượng. Nếu tuổi Nhâm Thân muốn thành công trong sự nghiệp thì sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức, cần phải thay đổi bản thân mình để thích nghi với hoàn cảnh, không nên nóng nảy, bốc đồng, đắc tội với người cấp trên. Năm 2020, tuy bản mệnh có cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, nhưng cơ hội thăng chức không cao. Để công việc được suôn sẻ, gặp ít sóng gió, khuyên anh chị nên thỉnh bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân. Khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Bát bảo tâm kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp cũng theo đà và phát triển. Về các mối quan hệ xã giao, nếu mệnh chủ biết hạ cái tôi của mình xuống, chịu lắng nghe ý kiến của mọi người thì bạn sẽ xây dựng được những mối quan hệ khá là tốt đẹp, có ích trong tương lai. Còn xét về tài lộc, năm 2020 tuổi Nhâm Thân gặp sao Lộc Tồn, vì thế mà phương diện tài lộc của bản mệnh đạt ở mức bình ổn. Mặt tốt là bạn có thể đạt được thành tích trong tất cả các lĩnh vực tài chính, kỹ thuật, nhờ đó mà tài lộc có cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên để đạt được như lý tưởng thì bạn cần phải tốn nhiều công sức và tâm huyết. Mặt không tốt là do ảnh hưởng của phi liêm, bản mệnh cần phải cẩn thận với các nguy cơ về tài chính, tránh để bản thân rơi vào tình trạng thất thoát tiền bạc hoặc là thậm chí phá sản. Bản mệnh cần chú ý không nên đưa ra những quyết định nóng nảy vội vã, tránh uống nhiều bia rượu khiến cho đầu óc không tỉnh táo, ảnh hưởng không tốt đến cơ thể. Hạn chế đến những nơi hỗn tạp như là quán bar, vũ trường thường xuyên thì có thể giảm bớt được những ảnh hưởng không tốt đến đường tài lộc của bạn. Để tài lộc tăng thì hãy sử dụng bát bảo tâm kinh. Bát bảo tâm kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật, tượng trưng cho sự bình an, may mắn. Mặt sau là ba nhãn tâm kinh và ngũ bộ chú, giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên tài lộc cũng tăng, công danh sự nghiệp thăng tiến. Ngoài ra thì bản mệnh có thể tích cực tham gia các hoạt động ngoài trời, đến những nơi có không khí trong lành để thư giãn, giảm thiểu áp lực, lấy lại tinh thần làm việc. Còn xét về tình cảm, chuyện tình cảm của người tuổi Nhâm Thân không mấy lý tưởng trong năm 2020, bởi cả nam và nữ đều khó gặp được đối tượng thích hợp. Tuy nhiên, nhân duyên của bản mệnh lại khá tốt. Con giáp này có thể phát huy được những điểm mạnh của bản thân để thu hút được sự chú ý và lấy được thiện cảm của những người khác giới. Song, riêng nữ mệnh thì lại càng phải thận trọng hơn trong vấn đề này, nên học cách phân biệt người tốt kẻ xấu. Bản mệnh không nên quá nóng nảy, bốc đồng, làm việc không suy nghĩ, bởi điều đó sẽ gây ảnh hưởng không tốt với hình tượng, khiến cho người khác giới có thể suy nghĩ không hay về con người của bạn, khiến cho chuyện tình cảm và hôn nhân đều gặp trở ngại. Muốn cải thiện tình trạng này thì bản mệnh có thể thường xuyên tham gia những buổi giao lưu, gặp gỡ bạn bè, lành mạnh, ít đến những nơi ồn ào, khí trường hỗn loạn. Với những bạn chưa lập gia đình thì để có được sức hấp dẫn hơn với người khác phái nên thỉnh khổng tước phỉ thúy. Khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy hàng đầu về nhân duyên. Nó được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chim công là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý cao sang, nên đây là một trong những vật phẩm phong thủy hàng đầu về kích tình duyên. Với những người đã lập gia đình thì để vợ chồng hòa hợp hạnh phúc, anh chị hãy thỉnh ngay khổng tước phỉ thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình bồ bịch linh tinh thì hãy sử dụng gà
hàng trống hoặc kiếm gỗ đào để hóa giải. Xét về sức khỏe của người tuổi Nhâm Thân ít nhiều chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ và Phi Liêm. Trong năm 2020, bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp hoặc là các bệnh vặt như đau đầu, cảm cúm. Vì vậy, bạn cần phải chú ý cách ăn mặc, đặc biệt là mỗi khi thay đổi thời tiết, cơ thể chưa kịp thích nghi. Có những lúc truyền thị phi bàn ra tán vào của người xung quanh cũng gây tác động không tốt đến sức khỏe của tuổi Nhâm Thân, nhất là sức khỏe tinh thần. Chính vì thế, người tuổi này cần tránh hết sức việc tham gia vào những chuyện mâu thuẫn, tranh cãi, chú ý giữ hòa khí cho mọi người, một điều nhịn bằng 9 điều lành. Bản mệnh nên có chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc và cũng không nên quá mức buông thả bản thân mình, gây ra những tác động không tốt. Nếu có thể thì cần tránh đến những nơi u ám, tập trung nhiều sát khí, khiến cho vận khí của bạn chịu ảnh hưởng. Tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện cơ thể, thư giãn tinh thần sẽ có tác động rất tốt đến sức khỏe của bạn. Sức khỏe kém trong năm nay, hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh để đem lại bình an sức khỏe. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật, tượng trưng cho sự bình an, may mắn. Mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và Ngũ Bộ Chú, giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng tốt, làm gì cũng tràn đầy năng lượng. Thứ hai, chúng ta cùng xét về nữ mệnh. Xét về phương diện cuộc sống gia đạo, đối với nữ sinh năm 1992 đã có chồng con thì trong năm nay tình cảm gia đình không được tốt, vợ chồng có sự bất hòa hay cãi vã lẫn nhau. Đối với nữ Nhâm Thân sinh năm 1992 còn đơn thân thì đây là một năm khá xấu, không có tin vui về hỷ tín. Nữ 1992 có một năm tình cảm không được tốt, thích sống cuộc sống một mình, cần phải đi cắt duyên âm. Cung tam hợp tử vi Nhâm Thân 2020, nữ mạng có các sao Thiên Việt, Thiên Phúc, Thanh Long, Quan Đới, Tuế Phá, Thiên Hư, Thiên Khốc, Triệt, Phượng Các, Giải Thần, Thai, Phục Binh, Điếu Khách, Quả Tú, Địa Võng. Đây là bộ sao chủ về công việc, làm ăn gặp nhiều khó khăn, có người phá hoại trong công việc và tình cảm. Khuyên người tuổi Nhâm Dần hãy thỉnh vòng tam hợp. Vòng tam hợp giúp chiêu quý nhân, hóa giải thị phi miệng tiếng. Có quý nhân phù trợ thì chắc chắn sẽ tránh được vận hạn tai ương. Vòng tam hợp của phong thủy may mắn được làm từ gỗ huyết long quý, kết hợp với 3 viên đá mã não đỏ, in hình 3 con linh vật Thân, Tí, Thìn, sẽ đem lại cho con giáp này tài lộc dồi dào, tiền vô như nước. Xét về phương diện sức khỏe năm 2020, cung đặt mệnh tử vi tuổi Nhâm Thân nữ mạng 2020 có các sao Thiên Khôi, Thiên Trù, Thiên Mã, Tăng Môn, Cô Thần, Phi Liêm, Bệnh. Đây là bộ sao chủ về tình cảm không được tốt, có nhiều chuyện buồn đưa tới trong tháng này. Quý cô ra ngoài thì chú ý cẩn thận xe cộ. Cung xung chiếu tử vi tuổi Nhâm Thân 2020 nữ mạng có các sao Lộc Tồn, Bác Sĩ, Tràng Sinh, Bạch Hổ. Đây là bộ sao chủ về ra ngoài thất thoát tiền bạc, ốm đau, bệnh tật lâu không khỏi. Trong năm nay thì quý cô phải chú ý tuyệt đối về bệnh đau đầu, hay là ra ngoài thì chú ý xe cộ cẩn thận. Xét về phương diện làm ăn, sự nghiệp, công việc làm ăn không được tốt, gặp nhiều khó khăn trong công việc. Trong năm nay thì không nên thay đổi công việc làm ăn. Còn về tài lộc, tiền bạc làm ăn gặp nhiều khó khăn, có sự tiêu pha nhiều vào cuộc sống. Cung nhị hợp tử vi tuổi Nhâm Thân năm 2020 nữ mạng có các sao Thiên Quan, Lưu Niên, Văn Tinh, Tuyệt, Đại Hao, Trực Phù. Đây là bộ sao chủ về muốn tốt thì phải làm phúc nhiều thì mới mong giải được vận xấu của năm Canh Tý. Tóm lại thì tử vi tuổi Nhâm Thân năm 2020 nữ mạng sinh năm 1992 gặp nhiều bất lợi, cho nên mọi việc làm ăn không nên thay đổi và đầu tư nhiều. Ngoài ra thì cần phải chú ý về gia đình. Trong năm tình cảm gia đình có nhiều sự xáo trộn, dễ dẫn đến chia ly về tình cảm, hay là trong nhà có tang. Có thể nói tử vi năm 2020 tuổi 1992 nữ mạng, mọi việc đều không thuận lợi do chịu ảnh hưởng của sao Hạn, Ngũ Mộ và sao chiếu mệnh Văn Hớn. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Nhâm Thân năm 2020, tử vi tháng 1 âm lịch. Trong tháng âm lịch đầu tiên của năm Canh Tý, về tổng thể thì mệnh thế của người tuổi Thân ở mức khá là lý tưởng, nên cả hai phương diện tình cảm và sự nghiệp đều có những dấu hiệu đáng mừng. Trong công việc thì bản mệnh dễ tìm được cơ hội để thể hiện tài năng và trí tuệ của mình, nhận được sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp và tán thưởng của cấp trên. Thời điểm này, nếu có bất kỳ vướng mắc nào trong công việc thì bạn cũng có thể giải quyết một cách thuận lợi. Mối
quan hệ với đồng nghiệp thì cũng vô cùng hài hòa, đoàn kết, khiến cho mọi việc cũng tiến triển thuận lợi hơn. Trong chuyện tình cảm thì người tuổi Nhâm Thân ít khi xảy ra tranh cãi hay là mâu thuẫn với nửa kia. Mối quan hệ giữa hai người này càng sâu sắc và thấu hiểu, cho dù là trong công việc hay là mọi mặt của cuộc sống, đôi bên đều có thể trở thành điểm tựa của nhau. Từ vì tháng 2 năm 2020 âm lịch sang tháng 2 âm lịch thì tài lộc của người tuổi Nhâm Thân vẫn có những dấu hiệu tích cực, tuy nhiên sức khỏe lại có dấu hiệu giảm sút nhưng không mấy nghiêm trọng. Hoạt động kinh doanh, buôn bán của bản mệnh gặp nhiều điều thuận lợi do được thần tài ghé thăm. Vì thế, không những có được khoản lợi nhuận dồi dào mà còn có thể cạnh tranh được những thành tích đáng mừng, từ đó nhận được nhiều lời tán thưởng của mọi người. Riêng về mặt sức khỏe, người tuổi này có thể thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, vì vậy cần nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý, không nên làm việc quá sức, kẻo gây tác động xấu đến cơ thể. Chú ý đến ăn mặc, ăn uống để tránh các bệnh theo mùa như là cảm cúm, nhức đầu, sốt. Tử vi tháng 3 âm lịch, vào thời điểm tháng 3 năm Canh Tý, cả tài lộc và sự nghiệp của người tuổi Nhâm Thân đều đi xuống. Trong công việc thì vì cấp trên kìm kẹp và tỏ thái độ thiếu công bằng, nên bản mệnh không có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, việc thăng chức, tăng lương nằm ngoài tầm với. Tuổi Nhâm Thân khó lòng tìm được cơ hội phát huy đúng bản lĩnh sở trường của mình, nên công việc thường xuyên ở mức bình bình, thậm chí có thể xảy ra sai sót khiến cho bản mệnh phải chịu đựng nhiều áp lực. Dưới tình huống như vậy thì bạn cần phải học cách giữ bình tĩnh, khiêm tốn lắng nghe mọi người, không nên đối đầu trực diện với cấp trên. Trên phương diện tài lộc thì con giáp này dễ lâm vào tình cảnh phá sản hoặc là thất thoát tài sản, thu nhập không ổn định, có thể phải vay mượn người thân hoặc là bạn bè, cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, chỉ dành tiền cho những thứ thật sự cần thiết. Tử vi tháng 4 2020 âm lịch, vận thế của bản mệnh lên xuống khá là thất thường trong thời điểm này. Tuy nhiên, xét về tổng thể thì có dấu hiệu phát triển đi lên. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe có nhiều biểu hiện không tích cực. Trong công việc thì tuổi Nhâm Thân tháng 4 này có thể sẽ gặp phải nhiều tình huống rắc rối phức tạp. Nhưng nếu bình tĩnh, mọi việc đều có thể giải quyết một cách ổn thỏa. Rất có thể quý nhân sẽ xuất hiện vào cuối tháng, giúp bản mệnh giải quyết được khó khăn, đồng thời đạt được những mục tiêu như trong kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên thì bạn cần phải thận trọng khi giải quyết bất cứ công việc nào, bởi kẻ tiểu nhân luôn rình rập xung quanh, tìm ra cơ hội thích hợp để ra tay hãm hại bạn. Tình hình sức khỏe của người tuổi này không như ý, vì vậy cần phải chú ý đến vấn đề ăn uống đúng giờ giấc, không nên ăn nhiều đồ ăn nhanh hoặc là đồ ăn không hợp vệ sinh, gây ảnh hưởng đến tiêu hóa. Tử vi tháng 5 năm 2020 âm lịch. Tháng 5 âm lịch thì chuyện tình cảm của người tuổi Nhâm Thân khá là bình ổn, tuy nhiên tài lộc lại có dấu hiệu xuống dốc khá là nghiêm trọng. Trong thời điểm này, những người còn độc thân có thể chinh phục được ánh mắt người khác giới trong những buổi tụ tập, họp mặt nhờ có bản tính cởi mở, tháo vát và hài hước của mình. Bạn có thể kết thân được với nhiều người chân thành, từ đó có cơ hội tìm ra một đối tượng thực sự phù hợp với mình. Trên lĩnh vực tài chính, bản mệnh tham gia nhiều các buổi tiệc tùng tụ tập và cần phải chi phí nhiều khoản nên khá là tốn kém. Thêm vào đó thì công việc bình bình khiến cho bạn không có thêm nhiều khoản thu nhập phụ. Vì thế, nếu có thể thì bạn không nên tham gia vào quá nhiều những buổi giao lưu gặp gỡ, phòng tránh tình trạng không còn khoản dư vào cuối tháng. Từ vì tháng 6 2020 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Nhâm Thân có những bước tiến khá là lạc quan, đồng thời tài lộc cũng có nhiều dấu hiệu tích cực trong tháng 6 âm lịch này. Người đi làm có thể tìm được cơ hội phát huy sở trường của mình, đề ra được nhiều phương án phát triển có lợi cho tập thể, thậm chí có thể nhận được sự tin tưởng và yêu mến của đồng nghiệp cấp trên và khâm phục ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Nếu cố gắng hết mình thì con giáp này có thể vươn tới cơ hội thăng quan tiến chức. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá là kiêu ngạo dẫn đến sơ suất không đáng có hoặc khiến những kẻ tiểu nhân chướng tai gai mắt tìm cơ hội hãm hại bạn. Phương diện tài chính của con giáp này được duy trì khá ổn định, mặc dù đôi khi còn gặp phải những vấn đề chi tiêu cần phải cân nhắc, suy nghĩ, nhưng về tổng thể thì không gây tổn thất quá nhiều cho tình hình tài chính chung. Đến cuối tháng thì bạn có thể đạt được mục tiêu mà bản thân đề ra. Tử vi tháng 7 âm lịch, trong tháng 7 âm, tình hình sự nghiệp của người tuổi Nhâm Thân khá là ảm đạm, chuyện tình cảm thì cũng không được như ý muốn, đặc biệt là vào khoảng thời gian cuối tháng có dấu hiệu xuống dốc rõ rệt. Trong sự nghiệp thì bản mệnh thường dựa vào sự thông minh và khôn vặt của mình để hoàn thành nhiệm vụ, vì thế đôi khi bạn có thể đạt được kết quả khá là lý tưởng, tuy nhiên không nên để tình trạng này kéo dài.
Muốn có được những bước phát triển bền vững, bản mệnh cần phải dựa vào chính khả năng thực sự của mình. Trong chuyện tình cảm thì cả những người đang ở trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt và những người đã kết hôn nhiều năm đều có thể phải đối diện với nguy cơ đổ vỡ tình cảm. Vì vậy, bản mệnh cần phải quan tâm đến đối phương nhiều hơn, tránh tạo cơ hội để kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của hai người. Tử vi tháng 8 2020 âm lịch. Vấn đề tình cảm của người tuổi Nhâm Thân trong tháng 8 này có những chuyển biến tích cực hơn so với tháng trước, tuy nhiên về vấn đề sức khỏe lại cần phải chú ý nhiều hơn. Trong tháng này, bản mệnh trở nên cực kỳ đào hoa. Những người độc thân nhận được sự quan tâm chú ý của nhiều người khác giới, thậm chí có nhiều người trực tiếp bày tỏ ý định muốn theo đuổi. Tuy nhiên thì nếu bản mệnh là người đã có đối tượng hoặc là đã lập gia đình thì đây hoàn toàn không phải là một dấu hiệu tốt. Khi trò chuyện giao lưu với người khác giới thì bản mệnh cần có cách ứng xử và giữ một khoảng cách phù hợp, không nên có tư tưởng ngoại tình gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Về vấn đề sức khỏe thì bản mệnh cần tìm ra phương pháp rèn luyện cơ thể phù hợp với mình, không nên vận động quá sức hoặc là tham gia những môn thể thao hoạt động quá mạnh, bởi như vậy có thể gây tổn thương đến gân cơ, xương cốt hoặc là những bộ phận quan trọng. Tử vi tháng 9 2020 âm lịch, bước vào tháng 9 âm lịch năm Canh Tý thì sự nghiệp của người tuổi Nhâm Thân có dấu hiệu lạc quan, tuy nhiên tài lộc lại không có nhiều điểm sáng. Người tuổi này có thể tạo ra những thành tích đột phá trong công việc, đặc biệt là những người làm ở vị trí quản lý và lãnh đạo. Những phương án và sách lược đúng đắn của bạn có thể đưa đơn vị phát triển lên một tầm cao mới, khiến cho lợi nhuận tăng cao. Tuy nhiên trong lĩnh vực tài chính thì những người làm kinh doanh dễ phải chịu nhiều tổn thất, đặc biệt là khi cạnh tranh với đối thủ. Dưới tình huống này thì bản mệnh không nên vội vàng rối trí mà nên giữ sự bình tĩnh, xem xét kỹ vấn đề còn tồn tại là gì, chứ không nên tìm cách hãm hại người khác để kiếm lợi cho bản thân. Tốt nhất là bản mệnh nên thảo luận với đồng nghiệp để tìm ra phương án phát triển hoàn toàn mới cho công ty. Tử vi tháng 10 2020 âm lịch, tài lộc của người tuổi Nhâm Thân có dấu hiệu phục hồi trong tháng này. Tuy nhiên thì chuyện tình cảm lại xảy ra một vài vấn đề nhỏ. Tháng 10 âm lịch, những người khởi nghiệp có thể bắt tay vào thực hiện những công việc khá lớn, hứa hẹn nhiều và biết nắm bắt, cố gắng thì có thể thu được một khoản lợi nhuận rất khả quan. Tuy nhiên thì bản mệnh cần chú ý, mỗi khi đưa ra bất cứ một quyết định hay là tham gia bất cứ một bản hợp đồng nào thì bạn cần phải suy nghĩ thật kỹ càng và cẩn thận, tránh đi được những rắc rối không cần thiết. Trong chuyện tình cảm thì đôi khi bản mệnh có thể sinh ra cãi vã với nửa kia, vì thế đôi bên cần thấu hiểu và bao dung cho nhau nhiều hơn, tránh chiến tranh lạnh khiến cho tình cảm của đôi bên ngày một xa cách. Tử vi tháng 11 2020 âm lịch, công việc của người Nhâm Thân không quá ổn định trong thời điểm tháng 11 này. Về tổng thể thì vận thế có dấu hiệu đi xuống, tuy nhiên thì tình hình sức khỏe lại có những dấu hiệu đáng mừng. Trong công việc, bản mệnh thường lơ là gây nên những sai sót trong công việc, đồng thời những kẻ tiểu nhân trốn công sở luôn tìm mọi cơ hội để hạ bệ bạn. Bản mệnh thường phải nhận lời phê bình, chê trách của lãnh đạo công ty, lời phàn nàn của khách hàng nên tâm lý phải chịu áp lực nặng nề. Nếu không vững vàng trong công việc thì thậm chí vị trí của bạn trong công ty sẽ bị lung lay. Điều đáng mừng là sức khỏe của bạn trong khoảng thời gian này rất ổn định, cả nam và nữ đều không chịu nhiều tác động của các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên thì khi trời lạnh vẫn cần phải chú ý giữ ấm, tránh các bệnh cảm cúm thông thường. Tử vi tháng 12 2020 âm lịch. Trong tháng âm lịch cuối cùng của năm Canh Tý, về tổng thể vận thế của người tuổi Nhâm Thân có những bước chuyển biến tích cực, đặc biệt là trong lĩnh vực tài lộc và sự nghiệp. Bản mệnh có thể tìm được cơ hội thể hiện trình độ của bản thân, xây dựng được mối quan hệ hòa hợp với đồng nghiệp và cấp trên. Bầu không khí làm việc thoải mái khiến cho bản mệnh không phải chịu nhiều áp lực, có cơ hội để đưa ra những ý tưởng sáng tạo. Nếu giữ được trạng thái tâm lý tích cực, bạn chắc chắn sẽ đạt được những thành tích rất đáng mừng trong sự nghiệp. Trong lĩnh vực tài chính thì bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng cuối năm lớn vì đã cống hiến trong suốt một thời gian qua. Các hoạt động đầu tư, kinh doanh cũng có nhiều dấu hiệu đáng mừng. Hóa giải theo phong thủy vi tinh năm 2020, xem tử vi tuổi Nhâm Thân năm 2020, bản mệnh sức khỏe không được tốt, tâm lý căng thẳng, bất an, hệ thống hô hấp cũng xảy ra vấn đề. Con giáp này không kiểm soát được cảm xúc của mình, dễ nóng nảy, hành xử bốc đồng, thiếu suy nghĩ. Cũng chính vì thế mà dù có năng lực, có tài hoa, nhưng để đi đến được thành công trong sự nghiệp thì những chú khỉ lại phải trải qua khá nhiều khó khăn trở ngại.
mâu thuẫn với đồng nghiệp cấp trên hay là những chuyện thị phi đồn đại thất thiệt có thể khiến bạn mất đi cơ hội thăng tiến. Điểm sáng trong năm là đường tài lộc rực sáng, việc hợp tác đầu tư kinh doanh sẽ mang về cho con giáp này nguồn thu nhập khổng lồ. Theo dõi phong thủy phi tinh 2020 trong năm nhị hắc nhập cung chính nam, đây chính là phương vị quyết định sức khỏe của gia chủ. Bản mệnh nên lưu ý tránh đặt bàn ghế, giường ngủ ở vị trí này trong nhà. Ở góc chính nam trong nhà thì luôn phải dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, không để đồ đạc bừa bãi. Tốt nhất nên để vị trí này có ánh sáng thường xuyên, không khí thông thoáng sẽ dễ lưu thông để xua tan đi hung khí, đón cát khí về, tránh được ốm đau bệnh tật. Còn góc tây nam lại là văn xương vị năm 2020, bản mệnh nên đặt cây cảnh ở đây, tốt nhất là 4 cây. Chọn những loại cây thường xanh để phong thủy thêm vượng, giúp cho con đường công danh sự nghiệp được thêm phần thuận lợi như ý. Phương vị chính nam là phương vị của hỷ thần. Nếu thấy chuyện tình cảm không được như ý thì gia chủ có thể đặt tượng kỳ lân phong thủy ở phòng khách để vượng vận quý nhân, có tình yêu chỉ đường dẫn lối đón tin vui về nhà. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Nhâm Thân Thái Tuế Phù làm bùa may mắn cho mình. Để nhận được quà cũng như là thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, các bạn hãy liên hệ hotline với chương trình, chuyên viên phong thủy may mắn sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tử vi phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để ý kiến cá nhân bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.